Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do võ Thái Hà tóm lược. Ngoại trưởng Mỹ gặp nạn nhân của vụ thảm sát Thiên An Môn. Hôm thứ ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã gặp gỡ những người còn sống sót sau vụ thảm sát Thiên An Môn. Cuộc gặp được tổ chức hai ngày trước lễ kỷ niệm 31 năm từ mùng 4 tháng 6 năm 1989 đến mùng 4 tháng 6 năm 2020. Sự kiện đẫm máu diễn ra tại nơi có danh xưng Cổng Trời Bình Yên, theo bản tin sáng thứ năm của SCMP. Ông Pompeo đã tiếp bốn người từng tham gia yêu cầu các quyền cơ bản của con người tại Thiên An Môn trong một cuộc họp kín tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không đưa ra thông tin chi tiết về cuộc gặp này, nhưng trong một tuyên bố họ cho biết, chúng tôi thương tiếc các nạn nhân trong sự kiện diễn ra ngày 4 tháng 6 năm 1989 và chúng tôi chia sẻ với người dân Trung Quốc về khát vọng có một chính phủ bảo vệ nhân quyền, các quyền tự do thiết yếu và phẩm giá cơ bản của con người. Đại sứ Hàn Hàn Quốc có thể chọn Mỹ hoặc Trung Quốc. Hôm thứ tư, đại sứ Hàn Quốc tại Hoa Kỳ, Lee su hyuk nói rằng đất nước của ông hiện đang ở tình huống chọn Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc theo Yonhap. Rõ ràng là trong trật tự quốc tế mới của thời kỳ hậu Corona, cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ giữ một vị trí quan trọng. Ông Lee Soo-hyuk nói trong một cuộc họp báo trực tuyến với các phóng viên Hàn Quốc. Ông Lee cho biết, ông cảm thấy tự hào về việc hiện tại Hàn Quốc có thể lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng không bị buộc phải lựa chọn. Như chúng tôi đã làm khi đối phó với dịch virus corona, nếu chúng tôi giải quyết một cách sáng suốt các vấn đề khác nhau phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi, dựa trên nền dân chủ, sự tham gia của công dân, quyền con người và sự cởi mở. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có thể mở rộng không gian ngoại giao của mình trong các vấn đề quốc tế lớn. Đại sứ Hàn Quốc tại Hoa Kỳ cho biết thêm. Mỹ chế tải thêm hai cơ quan truyền thông Trung Quốc. Ba nguồn thạo tin của Reuters tiết lộ hôm thứ Tư rằng chính quyền Trump dự kiến tiếp tục thắt chặt kiểm soát các hoạt động tại Hoa Kỳ của ít nhất 4 cơ quan truyền thông của nhà nước Trung Quốc. Các nguồn tin ẩn danh nói rằng hai trong số 4 hãng truyền thông Trung Quốc bị nhắm mục tiêu là Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV và hãng thông tấn China News Service. Chính quyền Mỹ sẽ coi các cơ quan truyền thông của nhà nước Trung Quốc đang hoạt động tại Hoa Kỳ như các đại sứ quán nước ngoài. Theo đó, sẽ yêu cầu các cơ quan này phải đăng ký nhân viên và tài sản với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Dự kiến động thái sẽ có hiệu lực ngay từ mùng 4 tây tháng 6. Hồi tháng 2, Washington đã có động thái tương tự với năm kênh truyền thông lớn của Trung Quốc, bị cáo buộc là công cụ tuyên truyền của Bắc Kinh. Chính quyền Trump cấm hàng không Trung Quốc Reuters đưa tin chính quyền Trump hôm thứ Tư đã ra lệnh cấm tất cả các hãng hàng không Trung Quốc bay đến Hoa Kỳ bắt đầu từ 16 tây tháng 6. Các hãng hàng không Mỹ đã yêu cầu nối lại dịch vụ chở khách với Trung Quốc từ ngày 1 tháng 6. Việc chính phủ Trung Quốc không chấp thuận yêu cầu của họ là vi phạm thỏa thuận vận tải hàng không giữa chúng tôi. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ ngày 3 tháng 6 ra tuyên bố phát hiện thêm hai bệnh nhân Ebola ở Congo. Hu cho biết đã có thêm ít nhất hai người ở tỉnh Equator, Cộng hòa Congo nhiễm virus Ebola. Trước đó, Congo đã phát hiện 6 trường hợp nhiễm loại virus chết người này ở tỉnh Mokbendaka, trong đó bốn người đã chết theo Reuters. Người mới nhất được xác nhận mắc bệnh Ebola đã tham dự lễ chôn cất một trong những ca bệnh đầu tiên trong 6 ca đã được phát hiện. Tổng giám đốc Hu Tedro Adhanom Gibri Hiza cho biết, Congo dự kiến công bố hết dịch Ebola vào tháng này, sau khi trải qua dịch bệnh bùng phát từ năm 2018, làm chết 2.200 người. Tuy nhiên, với những trường hợp nhiễm bệnh mới khiến dịch Ebola tiếp tục kéo dài ở nước này, bên cạnh đại dịch viễm phổi, Vũ Hán đã làm 20 người Congo thiệt mạng. Bà Thái nói Trung Quốc có một ngày bị lãng quên. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay viết trên Facebook rằng một năm ở Trung Quốc chỉ có 364 ngày. Vì một ngày đã bị rơi vào lãng quên, kèm theo hình ảnh một tờ lịch chỉ ngày mùng 4 tây tháng 6. Bà không nêu rõ một ngày bị lãng quên đó là ngày nào. Xong hôm nay, mùng 4 tây tháng 6 là tròn 31 năm kể từ ngày quân đội Trung Quốc tàn sát hàng ngàn thanh niên ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Chỉ vì họ kêu gọi tự do dân chủ và giải quyết tham nhũng. Tuy nhiên, do sự bưng bích thông tin và đe dọa người dân của chính quyền Trung Quốc, nên ngày nay không nhiều người ở đại lục biết đến sự kiện thảm sát Thiên An Môn, hoặc có biết những có biết cũng không dám đề cập đến. Ngày trước ở Đài Loan, chúng tôi cũng từng có nhiều ngày không thể xuất hiện trên lịch. Nhưng mỗi người chúng tôi đều tìm chúng trở lại, bởi vì chúng tôi vốn không cần phải che giấu lịch sử thêm nữa. Chúng tôi có thể cùng nhau suy nghĩ về tương lai hy vọng mỗi một góc ngách, mỗi một vùng đất trên thế giới này sẽ không có những ngày biến mất, tôi cũng cầu chúc cho Hồng Kông bà Thái viết. tờ SBS đưa tin tối nay người Hồng Kông sẽ thắp nến khắp thành phố để tưởng nhớ các nạn nhân Thiên An Môn. Hồng Kông thông qua luật quốc ca. tờ Hồng Kông Free Press cho hay hội đồng lập pháp Hồng Kông chiều nay thông qua luật quốc ca với 41 phiếu thuận và một phiếu chống. Luật yêu cầu tất cả các cá nhân và tổ chức thể hiện thái độ tôn trọng và trang nghiêm với quốc ca Trung Quốc và phải hát trong những dịp thích hợp. Những người xúc phạm quốc ca Trung Quốc sẽ đối mặt án tù tối đa 3 năm hoặc bị phạt tiền lên tới 6.450 USD. Các nhà hoạt động dân chủ cho rằng luật quốc ca Trung Quốc cho thấy sự can thiệp ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh đối với Hồng Kông. Ông Trump hoàn thành đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ và vẫn khỏe mạnh. Nhà Trắng hôm 3 tháng 6 cho biết, Tổng thống Donald Trump đã hoàn thành đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ông vẫn có sức khỏe tốt và không bị tác dụng phụ do uống hydroxychloroquine để phòng COVID-19. Tổng thống vẫn khỏe mạnh. Kayleigh McEnany, thư ký báo chí của Tổng thống Trump nói với các phóng viên. Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho biết ông nặng khoảng 110 kg, cao 1,82 m, vượt ngưỡng nhẹ so với các chỉ số bệnh béo phì theo quy chuẩn viện tim, phổi và máu quốc gia cung cấp. Trung Quốc dỡ lệnh cấm với hàng không Mỹ Trung Quốc hôm nay dỡ lệnh cấm đối với các hàng không Mỹ. Một ngày sau khi Washington ra lệnh, đình chỉ tất cả các chuyến bay chở khách của Trung Quốc, theo AFP. Trước đó, cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc, CAAC, quyết định áp đặt giới hạn đối với các hãng hàng không nước ngoài từ ngày 12 tới tháng 3 do lo ngại dịch COVID-19. CAAC hôm nay cho biết tất cả các hãng hàng không nước ngoài không được liệt kê trong lịch trình ngày 23, 12 tới tháng 3 hiện có thể khai thác một tuyến quốc tế đến Trung Quốc mỗi tuần. Hành khách phải được xét nghiệm NCOV trước khi đến Trung Quốc. George Floyd nhiễm COVID-19 trước khi chết. ABC News đưa tin, cơ quan giám định y tế hạt Hennepin ngày 3 tháng 6 đã công bố một bản báo cáo dài 20 trang về kết quả khám nghiệm pháp y đối với George Floyd và cho biết người đàn ông da màu đã nhiễm COVID-19 trước khi chết. Báo cáo cho biết Floyd đã dương tính với NCOV từ đầu tháng 4 và tiếp tục cho kết quả dương tính sau khi tử vong. Đâm dao ở trường tiểu học Trung Quốc, 39 người bị thương một bảo vệ tại trường tiểu học ở huyện Thương Ngô, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc sáng nay tấn công bằng dao khiến 39 người, chủ yếu là các học sinh bị thương theo Reuters. Theo Paper, tờ báo của chính quyền Thượng Hải cho biết vụ việc diễn ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng nay, tức là 7 giờ 30 giờ Việt Nam, nghi phạm là một người đàn ông 50 tuổi tên là Lee Lâm, bảo vệ tại trường học và đã bị bắt. Chính quyền huyện cho biết không ai bị thương nghiêm trọng. Hai người bị thương nặng và những người khác bị thương nhẹ. Một phụ huynh ở gần hiện trường vụ tấn công nói với tờ Pepper rằng nhiều đứa trẻ bị thương chỉ khoảng 6 tuổi. Liên Hiệp Quốc cảnh báo Việt Nam về việc trấn áp mạng xã hội trong dịch COVID-19 hôm 3 tháng 6, Liên Hiệp Quốc lên tiếng báo động về tình trạng vi phạm quyền tự do biểu đạt trong mùa dịch COVID-19 ở 12 quốc gia châu Á và Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Bà Michelle Bachelet, lãnh đạo văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, OHCHR, cho biết trong một thông cáo rằng các quốc gia này đã gia tăng việc bắt bớ người dân một cách tùy tiện khi họ lên tiếng chỉ trích chính phủ hoặc chia sẻ thông tin, quan điểm cá nhân về đại dịch với cáo buộc và loan truyền thông tin sai lệch. Trên mạng xã hội, kể từ khi bắt đầu đại dịch, nhà chức trách ở Việt Nam loan báo có hơn 600 người dùng Facebook đã bị triệu tập. Thẩm vấn liên quan đến việc chia sẻ thông tin về dịch bệnh trên mạng xã hội. Nhiều người trong số đó, họ đã bị xử phạt hành chính và nhiều bài viết đã bị xóa, thông cáo viết. Hồng Kông tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn bất chấp lệnh cấm Viện cớ COVID-19 Cảnh sát Hồng Kông lần đầu tiên từ 3 thập niên qua cấm tổ chức đêm canh thức tại công viên Victoria, tưởng niệm cuộc đàn áp đẫm máu Thiên An Môn ngày mùng 4 tây tháng 6 năm 1989. Dù vậy, dân Hồng Kông dự trù thắp nến vào lúc 8 giờ tối nay ở rải rác trên toàn lãnh thổ đặc khu hành chính này. Trong đêm mùng 3 rạng sáng ngày mùng 4 tháng 6 năm 1989, chính quyền Bắc Kinh huy động quân đội và xe tăng giải tán hàng ngàn sinh viên biểu tình đòi dân chủ tại khu vực Thiên An Môn. Phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh đã bị đàn áp đẫm máu từ đó đến nay đây luôn là đề tài cấm kỵ tại Hoa Lục. Hồng Kông là phần lãnh thổ Trung Quốc duy nhất, hàng năm vẫn tổ chức đêm canh thức. Với hàng trăm ngàn người tham dự tưởng nhớ các nạn nhân thiên an môn. Nhưng năm nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thêm vào đó là luật an ninh quốc gia nhằm tái lập trật tự tại Hồng Kông vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua, đang đặt ra nhiều thách thức cho ban tổ chức nhân kỷ niệm 31 năm biến cố thiên an môn tại Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 3 tháng 4 năm 2020 đã tiếp 4 thành viên tham gia phong trào đòi dân chủ tại Trung Quốc hồi năm 1989. Thủ tướng Anh Boris Johnson trên báo The Times ngày 3 tháng 6 năm 2020 nhấn mạnh Hồng Kông thành công là nhờ dân cư vùng lãnh thổ này được tự do và London sẽ không bao giờ bỏ rơi người dân Hồng Kông, vùng đất từng là thuộc địa cũ của nước Anh. Thành phố Hồ Chí Minh thu thuế chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu mỗi hộ gia đình 3.668 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng để cập chống ngập, nghĩa là Đơn giá này áp dụng cho diện tích ngôi nhà của hộ dân. Ví dụ, nhà của bạn có diện tích 100m2, thì bạn phải nộp 366.800 đồng mỗi tháng để nhà nước chống ngập, cho dù tháng đó chẳng có mưa gió gì. Nếu bạn chây ý không nạp đúng thời gian quy định, thì sẽ bị cắt điện, cắt nước. Điều 86 Luật sử Phạt hành chính sửa đổi lý giải tại sao người dân phải đóng tiền chống ngập tiến sĩ hồ long phi giải trình do người dân xây nhà trên nước mưa không thấm vào lòng đất trong phần xây dựng nhà ở đó do đó xảy ra ngập ông phi cũng cho rằng cũng như các dịch vụ công khác người dân đi viện phải đóng viện phí đi học phải đóng học phí đi trên đường phải đóng phí giao thông thì tại sao chống ngập nhà nước phải bỏ tiền ra lo rồi đây, giá nhà trọ sẽ tăng, giá cho thuê mặt bằng sẽ tăng vì mỗi mét vuông đất phải chịu 3.668 đồng chống ngập. Mọi gánh nặng đều trút hết lên đầu nhân dân. Khổ chồng thêm khổ Em gái của Kim Jong-un cảnh báo Hàn Quốc phải ngăn chặn người đào thoát phát tán truyền đơn chống Triều Tiên. Kim Yo-yong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã lên tiếng cảnh báo Hàn Quốc phải ngăn chặn những người đào thoát rải truyền đơn chống Triều Tiên. Bà Kim Yo-yong, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố khả năng Bình Nhưỡng sẽ hủy một thỏa thuận quân sự song phương Triều Tiên và Hàn Quốc nếu hoạt động rải truyền, truyền đơn vẫn tiếp tục diễn ra. Trong bài tuyên bố được thông tấn Triều Tiên, KCNA công bố hôm thứ Năm ngày 4 tây tháng 6, bà Kim nói đến hàng trăm ngàn tờ rơi chống đảng lao động Triều Tiên và gần đây được rải la liệt dọc theo vùng phi quân sự DMZ ở trên phần đất Triều Tiên. Tài liệu đó có tiêu đề những người đào thoát khỏi miền Bắc. Bà Kim yo Yong cũng cảnh báo Hàn Quốc vì việc Triều Tiên sẽ rút khỏi tuyên bố. Panmunjom mà trong đó có các điều khoản và thỏa thuận về quân sự. Theo đó, cả hai bên đồng ý cấm các hành vi thù nghịch, bao gồm phát tán truyền đơn trong các khu vực dọc theo đường ranh, dọc theo đường ranh giới quân sự liên triều. Giới quan sát nhận định Kim Yo Jong, 32 tuổi, đã bước vào trung tâm giới quyền lực Triều Tiên. Trung Quốc tập trận, xâm nhập ban đêm giữa căng thẳng biên giới với Ấn Độ. Truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin hôm 1 tháng 6 rằng một đơn vị trinh sát của PLA gần đây đã được điều động tới một mục tiêu trên dãy núi đường cô lập Tangula, tọa lạc ở độ cao 4.700 mét. Họ đã sử dụng thiết bị quan sát ban đêm trên xe để tránh sự giám sát từ các thiết bị bay không người lái drone từ phía kẻ thù. Huawei che giấu hoạt động kinh doanh tại Iran. Gã khổng lồ viễn thông Huawei của Trung Quốc đã che đậy mối quan hệ của mình với Skycom Tech Company Ltd, một công ty đã cố bán thiết bị máy tính thuộc diện cấm của Mỹ cho Iran. Reuters ngày 3 tháng 6 cho hay, dựa trên các ca tài liệu thu thập về được về Huawei. Năm 2013, Reuters đã có những báo cáo về mối liên hệ chặt chẽ giữa công ty này và giám đốc tài chính của Huawei, Mạnh Vãn Châu. Tuy vậy, Huawei mô tả Skycom chỉ là một đối tác kinh doanh địa phương ở Iran. Nhưng nay, các tài liệu mới được Reuters thu thập được đã cho thấy doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc này trên thực tế đang kiểm soát Skycom. Một phần trong các tài liệu chứng minh mối liên kết đó là loạt hồ sơ công việc nội bộ giữa Huawei và Skycom, bao gồm các biên bản ghi nhớ, thư tín và các hợp đồng thỏa thuận mà Reuters đã được xem. Ấn Độ đối mặt với cuộc tấn công châu chấu tồi tệ nhất trong 27 năm. Trong khi đại dịch virus corona Vũ Hán COVID-19 đang hoành hành, Ấn Độ lại tiếp tục phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác cuộc tấn công châu chấu tồi tệ nhất trong gần 3 thập kỷ qua. Trong một chương trình phát thanh hôm chủ nhật ngày 31 tháng 5, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết nhiều vùng của đất nước đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của châu chấu và chính phủ đang nỗ lực nhằm giúp đỡ nông dân giảm giảm tổn thất mùa màng thông qua việc sử dụng các kỹ thuật hiện đại. Ông Modi nói: "Tôi chắc chắn rằng cùng nhau chúng ta sẽ không chỉ có thể ngăn chặn cuộc khủng hoảng đang xuất hiện trên lĩnh vực nông nghiệp mà còn tìm ra cách cứu vãn mùa màng. Các bang của Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi châu chấu, sa mạc và là tây bắc Rajasthan, bắc Punjab, tây Gujarat và trung tâm Madhya Pradesh, một số bang khác." cũng như các vùng bao gồm thủ đô New Delhi cũng là giống lên hồi chuông cảnh báo về một cuộc tấn công của châu chấu có thể xảy ra. Để phòng tránh tác động tàn phá đối với cây nông nghiệp và trồng trọt, thảm thực vật, các vườn cây và các mục tiêu tiềm năng khác, chính quyền địa phương ở khu vực thủ đô New Delhi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát và diệt trừ châu chấu. Ngoài ra, chính quyền cũng giúp công chúng và nông dân nhận thức về cuộc tấn công và phun thuốc trừ sâu trên cây trồng. Anh thảo luận với liên minh ngũ nhãn đón nhận người Hồng Kông nếu họ di cư. AFP hôm nay, ngày 3 tháng 6, dẫn lời ngoại trưởng Anh cho biết ông đã nói chuyện với liên minh ngũ nhãn Five Eyes về khả năng Chào đón người dân Hồng Kông đến cư trú, nếu Bắc Kinh áp luật an ninh mới lên thành phố và gây ra một cuộc di cư trên diện rộng, thông tin này được đưa ra khi thủ tướng Boris Johnson tuyên bố London sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước số phận của những người dân thành phố càng đang phải lo lắng trước sự kiểm soát ngày càng gia tăng của Bắc Kinh. Nhóm dân chủ Hồng Kông khiếu nại lên Liên hiệp quốc vì bị cảnh sát bạo hành một nhóm biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông cho biết hôm 2 tháng 6 rằng họ đã đệ đơn khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc về hành vi bạo hành người biểu tình đang bị giam giữ. Đảng Chính trị ủng hộ dân chủ nổi tiếng Desmosister có sáng lập viên là Hoàng Chi Phong, Josh Wong, cho biết ba người biểu tình thành viên trong đảng họ đã bị các nhân viên cơ quan dịch vụ cải huấn. SCD bạo hành thể chất và ngôn từ trong khi bị bắt giam, bao gồm bị đánh và tát ở những nơi không có camera giám sát CCTV. Hoàng Chi Phong, Tổng thư ký đảng Demosisto, cho biết cách thức đối đãi các tù nhân của cơ quan này có thể được liệt vào dạng thức tra tấn theo định nghĩa của Công ước về chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Đơn khiêu nại đã được gửi đến Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ba người biểu tình hiện đang bị giảm giữ tại viện cải huấn Pick Oak. Dành cho các tù nhân từ 21 tuổi trở xuống, nhóm của anh Hoàng nói. Họ hiện đang bị tạm giam trong bối cảnh COVID-19 khiến hệ thống tòa án phải tạm ngừng. Họ đang chờ phán quyết về các buộc liên quan đến các cuộc biểu tình. CEO của Quarter Airways đề nghị Boeing và Airbus hoãn giao hàng giám đốc điều hành CEO của Qatar Airways, đã kêu gọi hai nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới là Airbus SE và Boeing Company, nới lỏng các yêu cầu trong các thỏa thuận bàn giao máy bay mới cho các hãng vận tải hàng không đang gặp khó khăn trong đại dịch. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV hôm 2 tháng 3, CEO Akbar Al Baker nói rằng Airbus SE và Boeing Company nên chấp nhận hoãn giao hàng cho đến ít nhất vào năm 2022. Đề nghị này cho thấy áp lực tài chính đang đè nặng lên vai các hãng hàng không, đặc biệt là các hãng như Quater Airways có trụ sở ở vùng vịnh, cũng giống các hãng hàng không khác hoạt động chuyên chở khách du lịch toàn cầu của Quater Airways đã bị co hẹp bởi virus corona. Thủ tướng Boris Johnson 3 triệu người Hồng Kông có thể đến Anh. Thủ tướng Anh quốc Boris Johnson hôm thứ Tư ngày 3 tháng 6 viết bài bình luận trên tờ The Times tuyên bố ông sẽ đề xuất một thay đổi lớn trong hệ thống thị thực của Anh quốc, cho phép gần 3 triệu người từ Hồng Kông có thể xin cư trú tại Anh. Bài bình luận của ông Johnson nói thêm rằng động thái này là phản ứng lại luật an ninh quốc gia của Trung Quốc tại Hồng Kông luật an ninh quốc gia của Trung Quốc sẽ thay đổi các điều khoản trong luật cơ bản của Hồng Kông, cho phép các cơ quan nhà nước Trung Quốc trực tiếp thực hiện kiểm soát các vấn đề an ninh. Hậu quả của điều này là giới chức Trung Quốc đại lục sẽ đàn áp các cuộc biểu tình đã đang diễn ra tại Hồng Kông hơn một năm qua. Khoảng 350.000 cư dân Hồng Kông hiện tại đang có hộ chiếu hải ngoại quốc gia Anh, BNO và khoảng 2,5 triệu người khác đủ điều kiện để xin hộ chiếu này. Hộ chiếu BNO có từ năm 1997, thời điểm Anh Quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, đề xuất của Thủ tướng Johnson là cho phép bất cứ ai có hộ chiếu BNO đều được tới Anh Quốc và xin nhập quốc tịch Anh. Đề xuất chính sách của ông Johnson là những thay đổi lớn nhất đối với hệ thống thị thực Anh Quốc từ trước tới nay, mở rộng một đề xuất do ngoại trưởng Dominic Raab đưa ra tuần trước cho phép người có hộ chiếu BNO được nộp đơn xin tị nạn tại Anh Quốc. Theo đề xuất của ông Johnson, những người có hộ chiếu BNO sẽ được cấp thị thực thời hạn 12 tháng và có thể tự động gia hạn. Người mang thị thực này được phép làm việc tại Anh Quốc và mở đường cho họ xin nhập quốc. Điểm tin thế giới. Đến đây xin kết thúc Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả, hẹn lại quý vị trong điểm tin thế giới kỳ tới. Kính chúc quý khán thính giả và toàn thể gia đình thân nhân một ngày được bình an, hạnh phúc và thương yêu. Kính chào quý khán thính giả. Điểm tin thế giới. Đến đây xin kết thúc Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả, hẹn lại quý vị trong điểm tin thế giới kỳ tới. Kính chúc quý khán thính giả và toàn thể gia đình thân nhân một ngày được bình an, hạnh phúc và thương yêu. Kính chào quý khán thính giả. Điểm tin thế giới. Đến đây xin kết thúc Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả, hẹn lại quý vị trong điểm tin thế giới kỳ tới. Kính chúc quý khán thính giả và toàn thể gia đình thân nhân một ngày được bình an, hạnh phúc và thương yêu. Kính chào quý khán thính giả. Điểm tin thế giới. Đến đây xin kết thúc Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả, hẹn lại quý vị trong điểm tin thế giới kỳ tới. Kính chúc quý khán thính giả và toàn thể gia đình thân nhân một ngày được bình an, hạnh phúc và thương yêu. Kính chào quý khán thính giả. Điểm tin thế giới. Đến đây xin kết thúc Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Hẹn lại quý vị trong điểm tin thế giới kỳ tới.